cầm ra. Xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái đoạn video test cái con động cơ Shibora S1500D là M754, nó tương đương với cái động cơ Shibora 3000. Nó khác ở chỗ là nó có cái khớp, thêm cái khớp này thôi, với là cái kiểu bánh đà nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn các thông số kỹ thuật nó thì nó tương đương với cái máy Shibora 30 ngựa đấy nè, 4 máy 75 ly. Đây, cái tên máy đây này. Con máy này là con máy máy dân, họ mua về chạy không đủ phê, cắt máy ra tháp máy lớn lên, còn thừa ra cái động cơ. Đúng máy dân nhưng mà nhìn nó còn liền lắm, rất là liền lạc luôn. Mình quay cái bơm thủy lực này thì có dấu rỗ rỉ rồi, để lâu lắm, vừa cho một ít nhớt đen vào để cho nó nuôi, nó cho nó chạy nó không kẹt này, nhưng mà khả năng cái bơm thủy lực không còn đâu, để cho vui thôi. Đề sạc bơm trộn đủ nhé, chỉ thiếu sợi dây cua ro thôi, cái vấn đề đó anh em lắp dây căng lại. Máy không có một tí hơi thừa luôn nhé, máy có gắn dây xong mà mình hoàn toàn không có xong luôn, đề nổ luôn chứ không có xong, nó còn rất là kín, bộ hơi nó còn ngon ấy. Không có phải xong xiết gì hết á. Bánh đà thì thấy có dấu tháo rồi, dấu tháo rồi, mặt máy các thứ thì lại không thấy. Đây này, tròn mặt máy này lại không thấy dấu hiệu mở, không biết cái mở làm gì, có thể họ lấy ra để chích cái làm cái bố nồi gì đây. Được cái bánh đà, kiểu bánh đà này không có mở ốc bên ngoài được, phải mở cái tán đầu này, không quan trọng lắm. Heo ti búa lớn này rất là nhạy nổ luôn. Nói chung con máy này còn nhìn còn liền lạc. Đấy, điều hơi xa xa ra tí nha. Nhảy nổ ghê không?
cam heo giọng, còn nghe tiếng giọng heo nó còn răng rắc luôn. Không biết trên điện thoại nghe có rõ hay không, bên ngoài nghe hơi khá là lực. Rồi, cái đoạn video chung có bấy nhiêu, anh em có nhu cầu sử dụng một cái động cơ 28 đến 30 ngựa, 4 máy 75 ly, heo ti búa lớn. Máy dòng này tôi chậm nha anh em, 2006 thôi. Không có được nhanh, là động cơ máy cày mà. Có chỗ tháp bơm nách này. Chỗ, nói chung là có bơm nách này. Để anh em tháp chế với áp chế các loại xe gì mà cần có bơm thủy lực đấy, vẫn có chỗ để lắp bơm. Cái việc mà lắp cái bơm khác nó dễ dàng lắm, mua cục bơm bơm lái của Belarus MTZ mấy trăm nghìn bạc lắp chế cũng được. Rồi máy như trên hình nhé nè, anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Đang tại, máy đang nằm ở tại nhà Châu Thành Long An. Rồi, chung kết thúc video, cảm ơn em đã xem video ạ.